Thầy thuốc có nhà. Hello, xin chào tất cả các anh em. Là mình Sera đây. Hôm nay là thứ hai và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục kỷ niệm tuổi thơ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ các tối thứ hai và thứ sáu phải không nào? Tuần này mình và các anh em sẽ đến với một chuyên đề hoàn toàn mới, rất là hào hứng, rất là hấp dẫn. Đó chính là chuyên đề về những trò chơi tuổi thơ đi cùng năm tháng. Tan 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 tan. Đến lúc này thì át hẳn là các anh em đã đoán được câu đọc ra xuất hiện ở đầu chương trình là của trò chơi nào rồi phải không? Đúng vậy, đó chính là câu hát trong bài về mở đầu trò chơi Sầm Rán Linh Mây, một trò chơi dân gian không thể quen thuộc hơn với thế hệ 8X mà 9X tại đầu. Chắc các anh em vẫn còn nhớ, trò chơi của Sầm Rán Linh Mây không khó, nhưng buộc người chơi phải thuộc được bài về. Sầm Rán Linh Mây có rất nhiều phiên bản về chi tiết cách chơi lẫn nội dung những câu hát trong bài về, tùy thuộc vào từng địa phương và sở thích của người chơi. Tuy nhiên, tiêu chung lại, trò chơi có hai phe là thầy thuốc và đoàn dòng rắn. Phe thầy thuốc chỉ có một người đứng và ngồi tại chỗ, còn phe đoàn dòng rắn thì tất cả sẽ xếp thành một hàng nối đuôi nhau. Có một người làm đầu dòng rắn, những người còn lại tay người sau nắm vạt áo người trước hoặc đặt trên vai của người đứng trước. Sau đó, cả chữ người này bắt đầu lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại như một con rắn, vừa đi vừa hát. Dòng rắn lên mây có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Đó, khi đọc xong bài về thì đoàn dòng rắn đứng lại trước mặt thầy thuốc. Thầy thuốc có quyền đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau, ví dụ như thầy thuốc đi ngủ rồi, thầy thuốc đi chơi, hoặc là có nhà cần gì. Nếu thầy thuốc không có nhà thì đoàn dòng rắn lại đi tiếp và đọc bài về lần nữa. Đến khi thầy thuốc trả lời có thì diễn ra cuộc đối đáp giữa hai bên. Nội dung trong phần đối đáp mục đích là để dẫn chuyện và làm cho người chơi phấn khích, hưng phấn giật giật. Tiếp đến đoạn thầy thuốc nói xin khúc đầu, khúc giữa rồi khúc đuôi thì cuộc vui chính thức bắt đầu. Khi hô đến thao mà đuổi, lúc này thầy thuốc phải tìm cách đuổi bắt cho được người cuối cùng, tức là khúc đuôi trong đoạn dòng sẵn. Người đứng đầu tức đầu dòng sẵn ra ngay tay cố ngăn không cho thầy thuốc bắt được cái đuôi. Cả mình dòng sẵn lượt né tránh sao trong cái đuôi của mình không bị thầy thuốc đùa là được. Nếu dòng rắn bị đứt khúc, nhiều bạn cũng bị rời ra khỏi đoàn hoặc bị ngã thì cũng xem như là bị thua và các bạn này cũng bị loại ra khỏi trò chơi. Cái này tùy luật tự quy định ở mỗi nơi nhé. Chỗ mình chơi hồi bé thì quy định như vậy các anh em à. Thế xong mà chúng ta chơi lại từ đầu. Nhưng lúc này đoàn dòng rắn không bao gồm các bạn đi lại nữa. Trò chơi tiếp tục diễn ra với đoàn dòng rắn ngắn dần vì mất người chơi. Cho nên khi người thầy thuốc bắt được người chơi cuối cùng thì người đó phải thay ra làm thầy thuốc mới. Nhắc đến đây là nhớ, ngày còn nhỏ mình khá béo và tương đối chậm chạp, nên mỗi khi là thầy thuốc hay bị bọn nó om cho cả buổi, ức chế VKL vô cùng luôn mà chẳng làm gì được. Thế giờ nghĩ lại vẫn thấy tức này. Tức quá đi. Đùa thế thôi, chứ nói thật hồi đấy chơi vui lắm. Để cho chơi phù hợp hơn khi chơi ở thành phố hoặc chơi trong các buổi cắm trại ngoại khóa thì bản giao của trò chơi có thể được cải biến để thú vị hơn. Ví dụ như gọi tên nhân vật đóng vai thầy thuốc là ông chủ bà chủ chẳng hạn, lúc này sẽ hát thầy
May có cây xúc xắc hỏi thăm ông chủ có nhà hay không. Hoặc là cũng có thể đổi cây xúc xắc thành nhà, cây xúc xích chẳng hạn, ví dụ hát là rầm rắn lên mây có cây xúc xích hỏi thăm ông chủ có nhà hay không. Đại loại là như vậy. Trò chơi hoàn toàn có thể biến tấu theo ý của người quản trò, cũng như nội dung thống nhất giữa các người chơi. Tóm lại, có thể nói rằng rồng rắn lên mây chính là trò chơi dân gian được ưa chuộng và đem lại nhiều niềm vui cho lớp trẻ thơ thế hệ 8X, 9X hàng chục năm về trước. Tuy là chơi, nhưng trò này mang tính giáo dục rất cao. Rồng rắn lên mây là trò chơi gắn với đồng dao nhằm rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng kỷ luật và khả năng đối đáp. Công nhận là nhiều sự bổ ích thật đấy. Giờ ngồi đọc suy nghĩ lại thấy hồi đấy đơn thuần mình chắc là cũng chỉ chơi với thôi chứ chả nghĩ ra được những cái lợi ích này. Có lẽ bởi vậy mà cho đến hiện tại, tuy cuộc sống phát triển có nhiều đổi thay, nhưng rồng rắn lên mây vẫn là trò chơi thường xuyên xuất hiện trong những buổi cắm trại ngoại khóa của nhiều tổ chức đoàn thể. Trò chơi này cũng được rất nhiều trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học lựa chọn để cho các em học sinh giải trí và rèn luyện thể chất nữa đấy. Quả là một trò chơi thú vị và bổ ích phải không nào? Vậy là video đầu tiên về những trò chơi tuổi thơ đi cùng năm tháng đã đến lúc phải finish rồi. Các bạn hãy là like và share video này nếu thấy thích nhé. Còn không thích thì cứ dislike gạch đá bên dưới phần comment giúp chúng mình. Mọi ý kiến đóng góp của anh em đều được nghe cùng năm trân trọng và lấy làm động lực để phát triển cho kênh trong thời gian tới. Cuối cùng, chúc em sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước và có một tuần làm việc mới thật mãn nguyện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Goodbye and see you again.